Vì sao Nga liên tục phóng tên lửa vào mạng lưới đường sắt Ukraine? Nga liên tục thực hiện các vụ phóng tên lửa vào hệ thống đường sắt của Ukraine dường như nhằm làm gián đoạn tuyến đường phân phối vũ khí nhanh và hiệu quả nhất của Kiev. Quân đội Nga gần đây đã thực hiện một chuỗi vụ phóng vũ khí vào hệ thống đường sắt Ukraine, những công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc vận chuyển vũ khí do phương Tây viện trợ cho lực lượng Ukraine. Sơ tán dân thường và xuất khẩu lương thực. Ukraine là một quốc gia tương đối bằng phẳng với hệ thống đường sắt trải dài tới khắp nơi. Đây được xem là một lợi thế lớn về mặt quân sự, giúp Ukraine dễ dàng chuyển vũ khí phương Tây viện trợ cho các lực lượng ở tiền tuyến. Trên thực tế, các lô vũ khí do Mỹ và châu Âu viện trợ đã giúp Ukraine chặn được đà tiến của lực lượng Nga trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự. Giờ đây, khi phương Tây tuyên bố sẽ chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraine, cũng như với số lượng lớn, các tuyến đường sắt dự kiến sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đưa vũ khí đi khắp lãnh thổ Ukraine. Nga đã nhiều lần cảnh báo sẽ coi các lô vũ khí phương Tây là mục tiêu hợp lệ để phá hủy. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố các vụ tấn công nhằm vào hệ thống đường sắt Ukraine để làm gián đoạn nỗ lực viện trợ vũ khí từ Mỹ và đồng minh. Gần đây, Nga đã sử dụng các tên lửa dẫn đường chính xác cao phóng từ trên biển và trên không phá hủy trạm điện tại 5 ga đường sắt trên khắp Ukraine. Một số vụ việc diễn ra ở trong và xung quanh thành phố Lviv ở phía tây Ukraine, gần biên giới với Ba Lan. Lviv là cửa ngõ cho vũ khí do NATO cung cấp chuyển vào Ukraine. Giới chức Lviv cho biết, vũ khí Nga đã làm hư hỏng 3 trạm biến áp điện, làm sập nguồn điện ở các khu vực của thành phố. Trước đó, Lviv là nơi thường chỉ xảy ra các cuộc tấn công lẻ tẻ trong suốt 70 ngày chiến dịch quân sự của Nga. Các chuyên gia quân sự nhận định, trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự, Nga không nhắm mục tiêu vào hệ thống đường sắt của Ukraine vì Moscow nghĩ rằng họ có thể sẽ cần sử dụng tới chúng để đưa quân và vũ khí tới khắp Ukraine. Tuy nhiên, các diễn biến trên chiến trường cho thấy chiến dịch quân sự của Nga diễn tiến không nhanh như dự tính khi họ chưa thể giành thế áp đảo trước Kiev ở giai đoạn đầu. Giờ đây, Nga hiểu rằng họ sẽ không dùng được các hệ thống đường sắt Ukraine nữa, họ quyết định sẽ phá hủy để ngăn chặn Kiev tiếp viện vũ khí. Tướng về hưu của Pháp Dominique Trinquan nhận định, tuy nhiên, chuyên gia Anh Frank Lettwick cho rằng, Nga dường như vẫn đang phóng vũ khí vào các cơ sở cấp phát điện cho hệ thống đường sắt Ukraine. Điều này dường như cho thấy Nga có thể vẫn có mục tiêu làm hư hỏng mạng lưới hơn là phá hủy hoàn toàn hệ thống đường sắt Ukraine. Điều này sẽ làm gián đoạn nỗ lực chuyển vũ khí của Ukraine. Nhưng không thể khiến Kiev dừng lại, ông Lettwick phỏng đoán. Đức và Séc đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng và năng lượng. Đây là nội dung đạt được sau cuộc hội đàm ngày hôm qua tại thủ đô Berlin giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và người đồng cấp Séc Petr Fiala đang có chuyến thăm Đức. Tại hội đàm, hai thủ tướng đã nhất trí mở rộng hợp tác quốc phòng, trong đó hai bên xây dựng một dự án chung nhằm hiện đại hóa quân đội Séc. Bên cạnh đó, Đức và Séc cũng thống nhất về việc trao đổi vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Theo đó, Séc sẽ chuyển giao các vũ khí hạng nặng do Liên Xô sản xuất trước đây cho Ukraine, trong khi Đức sẽ hỗ trợ Séc thay thế số vũ khí đó bằng những vũ khí hiện đại của phương Tây. Trong hợp tác về năng lượng, hai nhà lãnh đạo cam kết cùng hỗ trợ lẫn nhau để hướng tới chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga. Theo Thủ tướng Fiala, hai bên đã thảo luận khả năng mở rộng công suất của đường ống dẫn dầu giữa Italy và Đức nhằm cung cấp đủ dầu cho Séc. Đồng thời, Thủ tướng Scholz đã cam kết rằng Séc sẽ được cung cấp khí đốt qua các trạm khí hóa lỏng mà Đức đang xây dựng. Trong khi đó, Thủ tướng Scholz cho biết Đức muốn cung cấp khí hóa lỏng cho các nước Đông Âu, không có cảng trên biển Bắc và biển Baltic. Các ngân hàng trung ương của Trung Quốc và Nga sẽ thảo luận việc sử dụng các hệ thống thanh toán quốc gia của hai nước. Và đây là thông tin vừa được Đại sứ Trung Quốc tại Nga đưa ra ngày hôm qua, trong bối cảnh các ngân hàng Nga đang bị cô lập khỏi hệ thống tài chính toàn cầu do các biện pháp trừng phạt chưa từng có của phương Tây. Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy nêu rõ, việc thúc đẩy và sử dụng các hệ thống thanh toán quốc gia MIR và China Union Pay ở cả hai nước sẽ được Ngân hàng Trung ương của hai bên quyết định tại các cuộc tham vấn. MIR và Union Pay là một trong số ít các lựa chọn còn lại của Nga để thanh toán với nước ngoài vì các ngân hàng Nga bị cô lập khỏi hệ thống tài chính toàn cầu do các biện pháp trừng phạt chưa từng có của phương Tây. Trung Quốc cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt này. Ngoài ra, Đại sứ Trương Hán Huy cũng cho biết Trung Quốc sẽ sử dụng một ngân hàng thanh toán bù trừ cho các giao dịch bằng đồng nhân dân tệ trên lãnh thổ Nga để đảm bảo sự phát triển thương mại bền vững của hai nước mà Nga dự báo sẽ đạt kim ngạch 200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày hôm qua cho biết Liên Hợp Quốc đang tiến hành đợt sơ tán dân thường thứ 3 ở Ukraine và các chi tiết liên quan sẽ được công bố sau khi công việc đã hoàn tất. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Guterres thông tin cho biết Liên Hợp Quốc đã phối hợp với Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế hoàn thành được hai đợt sơ tán trước đó. Đợt 1 vào ngày 3 tháng 5 đã đưa được 101 dân thường ra khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol, miền nam Ukraine, và đợt 2 vào ngày 4 tháng 5 đưa được 320 dân thường ra khỏi Mariupol và vùng phụ cận. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc bày tỏ hy vọng rằng sau các cuộc gặp gỡ của ông với Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine, chính quyền hai nước này sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ để Liên Hợp Quốc sơ tán được thêm nhiều người dân ra khỏi vùng chiến sự nguy hiểm, cũng như kịp thời cung cấp được hàng cứu trợ cho những người dân tại đây. Vào cuối tháng 4 vừa qua, Tổng thư ký Guterres đã có các cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine để đề nghị lãnh đạo hai nước này hợp tác với Liên Hợp Quốc mở hành lang nhân đạo sơ tán và cứu trợ người dân ra khỏi các khu vực chiến sự, đặc biệt ở Mariupol. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ tấn công xảy ra ở thành phố Eilat, miền trung Israel vào tối ngày hôm qua theo giờ địa phương. Vụ tấn công xảy ra đúng vào thời điểm Israel tiến hành các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nhà nước Do Thái. Theo người phát ngôn cảnh sát Israel, vụ tấn công được cho là hoạt động khủng bố do hai đối tượng người Palestine đã sử dụng rìu để tấn công người đi đường. Các đối tượng này đã chạy trốn khỏi hiện trường. Hiện nhà chức trách Israel đã huy động nhiều nhân viên an ninh và các phương tiện hiện đại để truy tìm những kẻ tấn công. Chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công này. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố gia hạn quyết định đóng cửa khẩu đối với khu bờ Tây và dải Gaza đến ngày 8 tháng 5 tới, thay vì ngày 6 tháng 5 vì lý do an ninh. Căng thẳng giữa Israel và Palestine leo thang trong thời gian gần đây sau các vụ tấn công nhằm vào người Israel. Việc Israel không kích bờ Tây cũng như các vụ đụng độ giữa các tín đồ Hồi giáo người Palestine và cảnh sát Israel ở Jerusalem. Chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, với tỷ trọng 15% tổng thị trường mua sắm trực tuyến tại khu vực ASEAN, Việt Nam hiện chỉ xếp sau Thái Lan chiếm 16% và ngang hàng với Philippines. Báo cáo về hoạt động thương mại điện tử mới phát hành của công ty phân tích thị trường DPD Group đánh giá Việt Nam được xác định là thị trường sôi động nhất ASEAN ở nhiều khía cạnh. Việt Nam vượt trội về lượng đơn hàng mua trực tuyến với trung bình 104 lần mỗi người một năm. Trong khi đó, con số trung bình của người dùng 6 quốc gia được khảo sát ở mức 66 lần mỗi năm. Chi tiêu dành cho mua sắm trực tuyến cũng có xu hướng tăng lên. Các loại sản phẩm được người Việt Nam lựa chọn nhiều đó là ngành hàng tiêu dùng nhanh, giày dép và thời trang. Thưa quý vị, báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy là 4 tháng đầu năm xuất khẩu nông sản tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế khi đã đạt được kim ngạch 17,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,6% so với cùng kỳ của năm ngoái. 5 mặt hàng có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ đó là cà phê, gạo, rau quả, tôm và sản phẩm gỗ. Trong đó tăng mạnh nhất là cà phê với mức tăng trên 59%, thủy sản với 2 mặt hàng xuất khẩu chủ lực là tôm và cá tra cũng có mức tăng trưởng ấn tượng. Trong đó xuất khẩu tôm đạt trên 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,6% so với cùng kỳ của năm ngoái.